Thưa quý vị, kể từ mùa giải 2019-2022 thì khán giả Việt Nam cùng với ba nước khác tại Đông Nam Á là Thái Lan, Lào và Campuchia sẽ được xem trực tiếp giải ngoại hạng Anh trên Facebook. Vâng, có thể chỉ xem trên Facebook chứ không phải là trên kênh sóng của một đài truyền hình nào khác. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã bỏ ra 265 triệu đô la Mỹ để có được bản quyền phát sóng độc quyền này. Vâng, nhưng mà anh Vĩnh Trọng ạ, việc một công ty mà có cái lượng vốn hóa rất là lớn tới 500 tỷ đô la như là Facebook thì và họ lại có một cái lượng tiền khổng lồ thì cái việc nhảy vào để cạnh tranh với các cái đài truyền hình giành bản quyền là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Chưa kể là họ đã từng thử nghiệm khi mà mua phát sóng độc quyền giải bóng chày ở Mỹ chừng khoảng 30 cho đến 35 triệu đô trong năm nay. Và vì sao lại là thể thao thì tôi cũng đã từng nghe thấy đại diện của Facebook nói trong quá trình đua để tranh giành cái bản quyền ngoại hạng Anh như thế này ạ. Thể thao đã là xã hội với sức mạnh kết nối cộng đồng trên toàn thế giới. Điều này lại rất phù hợp với sứ mệnh mạng xã hội như chúng tôi. Facebook sẽ là một ngôi nhà cho nội dung thể thao, bao gồm các chương trình truyền hình trực tiếp. Vâng, nhưng mà anh Vĩnh Trọng ạ, tôi vẫn băn khoăn một điều là tại sao họ lại chọn thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta? Để phát sóng giải ngoại hạng Anh đúng không ạ? Không, lý do rất đơn giản thôi, tại vì khán giả tại bốn nước là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam cực kỳ yêu thích giải đấu này. Theo số liệu thống kê tính tới đầu năm 2018 thì có 32% số người Thái Lan và Việt Nam theo dõi các sự kiện thể thao qua mạng xã hội, trong khi mức trung bình của toàn cầu chỉ có 19% thôi. Chưa kể Thái Lan và Việt Nam có lượng người theo dõi giải ngoại hạng Anh thuộc top đầu các nước Đông Nam Á. Một cuộc khảo cứu năm 2017 cho thấy là 2/3 trong số những người được hỏi ở Thái Lan và Việt Nam đều cho rằng họ có xem giải bóng đá này. Trong đó, 35% người Thái xem online, còn số đó tại Việt Nam là 26%. Tại sao lại là thể thao và tại sao lại là Đông Nam Á? Suy cho cùng thì vẫn là câu chuyện kinh doanh cốt lõi của Facebook đúng không anh Vĩnh Trọng? Và đó là quảng cáo đấy. Và đúng vậy ạ. Bán quảng cáo là một cách thức kinh doanh và kiếm tiền chủ yếu của Facebook. Nhưng mà phát sóng trực tiếp một giải đấu thể thao trên mạng xã hội thì lại là một cái làm hoàn toàn mới mẻ. Lúc này thì chúng tôi đã có kết nối với ông Trịnh Minh Giang là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn. Và xin chào ông Giang ạ. Facebook có được bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh sẽ tác động như thế nào tới thị trường quảng cáo thưa ông? Đầu tiên thì có thể bắt đầu từ việc vì sao Facebook lại tập trung vào những cái nội dung mà hot như vậy, đúng không? Như là Premier League, như là giải ngoại hạng Anh. Thế chúng ta có thể thấy là những cái chương trình mà nhiều người xem nhất ở trên truyền hình truyền thống, đặc biệt là những chương trình như giải ngoại hạng Anh ấy, thì cái việc mà chúng ta thu tiền từ quảng cáo ấy, thì thường là cái mức giá đấy là cao nhất. Thế thì Facebook khi mà mua những cái chương trình hot như vậy thì nó cũng tương tự thôi, đúng không? Hiện nay thì quảng cáo trên Facebook thì đang khá là phân mảnh. Nhưng khi mà có một chương trình tập trung cái lượng người xem nhiều như vậy thì đương nhiên là gì ạ? Là cái người mua quảng cáo người ta sẵn sàng trả cao hơn, thậm chí gấp 3, gấp 4 hay gấp 5 lần. Và như vậy thì rõ ràng là doanh số quảng cáo của Facebook thông qua những chương trình đó so với những cái quảng cáo cũ, đúng không ạ, thì sẽ cao hơn rất nhiều. Một cái điểm nữa là gì? Là vì Facebook là một nền tảng và có dữ liệu về hành vi của người xem, của người dùng trong quá khứ. Cho nên là gì? Là cái khả năng để mà họ customize, để mà họ cá thể hóa các cái thông điệp quảng cáo đến với từng người xem là hoàn toàn khả thi. Và đặc biệt là gì? Là không chỉ dừng lại ở câu chuyện là gì? Là lịch sử, đúng không ạ? Mà với cái khả năng của cái trí tuệ nhân tạo bây giờ thì Facebook còn có thể phân tích được hành vi của người dùng ngay tại thời điểm mà người ta đang xem. Trong 90 phút trận đấu thì từng phút một hay từng giây một họ đều có thể phân tích được. Và chỉ cần một cái tương tác nào đấy của người xem thôi, ví dụ như là thấy một cái áo đẹp của cầu thủ chẳng hạn, mà đặt ra câu hỏi là cái áo này đẹp thế hay là ví dụ quả bóng này mua ở đâu chẳng hạn, thì tất cả những cái hành vi nhỏ đấy đều được phân tích và đều có thể trở thành một cái động thái của hệ thống, của nền tảng để mà chuyển cái thông điệp quảng cáo rất phù hợp đến với người mà vừa tạo ra cái tương tác đấy. Và chính vì vậy mà hiệu quả của quảng cáo nó tăng lên rất là nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả doanh số của những người mua quảng cáo. Và đấy rõ ràng là lợi thế rất lớn so với cả các kênh thông thường. Vâng, xin cảm ơn ông. Và cho tới giờ thì chúng ta chưa biết thực tế là hợp đồng giữa Facebook và ban tổ chức cụ thể và chi tiết như thế nào. Tôi chỉ băn khoăn là thế truyền hình trả tiền, trong đó có Việt Nam của chúng ta, có còn mua được bản quyền giải ngoại hạng Anh nữa này hay không. Hiện tại thì K Cộng đó là đơn vị sở hữu giải bóng đá này tại Việt Nam cho tới năm 2019. Vâng, cũng có những thông tin là sau những khó khăn của mùa giải trước thì việc mua bản quyền giải này, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam gọi tắt là VNPTV đã thống nhất là thành lập một liên minh đàm phán để mua bản quyền mới gồm 9 đơn vị truyền hình, và thậm chí là nội bộ còn thống nhất là sẽ đàm phán để không mua với mức giá cao hơn mùa giải trước. Động thái chuẩn bị này được đánh giá là khá sớm và chủ động. Tuy nhiên, Facebook, như anh Vũ Trọng thấy, họ đã đi trước một bước mất rồi. Vâng.
Vậy còn cửa nào cho truyền hình trả tiền trước cái cú có thể nói là ngáng chân này hay không? Thì đại diện của VTV Cap, một trong 9 đơn vị được cho là có mặt trong liên minh đàm phán, sẽ giải đáp cho chúng ta. Vâng, thưa ông, liệu các nhà đài có của chúng ta có còn tiếp tục tham gia để đàm phán mua tiếp cái giải ngoại hạng Anh sau cú giành bản quyền gần đây của Facebook nữa hay không ạ? Thực ra thì theo cái thông tin mà tôi theo dõi ở trên những cái trang báo mà mình hay có xem ấy, thì hiện nay thì phía gần như là Facebook họ đã công bố chính thức cái việc mà họ có được cái quyền phát sóng của 4 nước Đông Nam Á, đấy là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, cho toàn bộ cái mùa giải ngoại hạng Anh từ năm 2019 đến năm 2022. Thì nếu mà với cái việc đấy thì nó trở thành hiện thực ấy, thì gần như là cái việc mà thành lập cái liên minh để mà đàm phán thì nó sẽ rất là khó và gần như là không thể thực hiện được. Vâng, xin được cảm ơn ông Nam ạ. Còn khi mà chúng tôi trao đổi với đại diện K Cộng, đơn vị hiện đang sở hữu cái bản quyền giải này, thì họ cho biết là họ cũng chưa hề có một cái động thái gì tiếp theo đâu ạ. Vâng, ở quốc tế, tức là cụ thể là ở Anh, ở quê hương của giải ngoại hạng Anh, thì thực ra bản quyền phát sóng cũng đã được một ông lớn công nghệ mua lại, đó chính là Amazon. Tại đây thì ban tổ chức đã chia ra làm những gói bản quyền nhỏ và Amazon sở hữu một trong số những gói đó. Còn hai kênh truyền hình còn lại là Sky Sports và BT Sport thì sở hữu những gói còn lại. Phóng viên Phương Huyền, thường trú của VTV tại Anh, sẽ nói rõ hơn về câu chuyện này. Giải ngoại hạng Anh chia nhỏ 200 trận đấu mỗi mùa ra thành 7 gói để bán. Amazon mua gói phát sóng 20 trận một mùa, gồm 10 trận đá vào ngày lễ tặng quà Boxing Day 26 tháng 12 và 10 trận vào một ngày nghỉ lễ khác ở Anh. Chi tiết giá trị hợp đồng hay các nội dung thỏa thuận khác trong điều khoản thì không được tiết lộ. 20 trận đấu này sẽ được phát trực tiếp ở trên nền tảng Amazon Prime. Ở Việt Nam chúng ta thì hay biết đến Amazon như là một nền tảng bán hàng trực tuyến, nhưng mà Amazon thì thực ra ở các nước phương Tây đã lấn sân sang lĩnh vực truyền hình trên nền tảng số từ lâu rồi. Trước thì chủ yếu là nội dung kinh doanh của họ là phim hay là các series truyền hình, và gần đây thì đang dần bổ sung thêm các giải thể thao. Đây cũng đang là hướng đi mới không chỉ của Amazon, mà nhiều đơn vị kinh doanh truyền hình trên nền tảng số đều đang nhắm tới để thu hút thêm khán giả, trong đó bao gồm cả Netflix, Facebook hay Google. Như đã nói, hợp đồng giữa Premier League với Amazon kín đáo đến cả số tiền đã ký kết. Đây cũng lại là lần đầu tiên mà bản quyền giải ngoại hạng Anh ở trong nước có một cái tên thứ ba tham gia cuộc chơi. Bao nhiêu năm nay thì vốn chỉ là cuộc đua song mã giữa Sky và BT, nên là nhiều chi tiết thực ra còn chưa rõ ràng. Nhưng thông thường vì đã mua bản quyền ấy, nên các đài chủ yếu là phát trong khuôn khổ các trận mình đã mua thôi. Amazon cũng vậy. Gói phát sóng của Amazon thì cũng không nhiều nếu so với Sky và BT. Cũng không công bố hợp đồng nên là không rõ là Amazon có được quyền kinh doanh như thế nào không dựa trên cái gói mà mình đã mua. Anh Viễn Trọng. Thực tế thì phải đợi đến tận sang năm thì khán giả ở Anh cũng như là Việt Nam chúng ta mới có thể được xem bóng đá qua Facebook. Còn ở Mỹ thì khán giả họ đã được bắt đầu xem bóng chày qua mạng xã hội này và xem hoàn toàn là miễn phí. Chúng ta hãy cùng xem là những người mà đã trải nghiệm rồi, họ nghĩ gì khi mà xem thể thao trực tiếp qua Facebook. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh như thế này hoặc một máy tính bảng kết nối với mạng Internet thì giờ đây người Mỹ không cần phải ngồi nhà dán mắt vào TV, vẫn có thể xem trực tiếp các trận bóng chày Major League hay các trận cầu UEFA Champions League. Sự ra đời của tính năng Facebook Watch cùng với các bắt tay giữa Facebook và các nhà sản xuất chương trình truyền hình đã giúp cho người dùng Facebook có thể xem các chương trình trực tiếp ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào và hoàn toàn miễn phí. Trên Facebook, mọi người có thể bình luận, đăng tải lại hoặc chia sẻ. Còn trên TV, bạn chỉ xem trận đấu một lần và phần bình luận sau trận đấu. Hiện tại tôi đang xem miễn phí trên Facebook, nhưng nếu tôi phải trả phí thì có lẽ tôi sẽ không dùng nữa, vì tôi có TV rồi mà. Nếu bạn kết nối Internet tốt hoặc mạng 4G thì chất lượng video rất rõ nét, giống như đang xem trận đấu trực tiếp trên sân vậy. Thực sự thì tôi thích xem TV hơn, bởi vì cho dù có xem cùng một nội dung thì bạn cũng không thể cảm thấy thư giãn và thoải mái như ở nhà. Đấy là chưa kể màn hình TV lớn hơn và nét đến từng chi tiết. Trên Facebook thì màn hình nhỏ hơn và bạn có thể bị hết pin bất cứ lúc nào. Và đó là ý kiến của những khán giả đã trải nghiệm xem trực tiếp thi đấu thể thao trên Facebook cách chúng ta nửa vòng trái đất. Vậy thì còn những khán giả Việt Nam sắp được trải nghiệm, họ đang mong đợi điều gì đây? Ồ, tuyệt vời, rất thích.
bởi vì là mình được xem thoải mái trên điện thoại mà bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào. Và nếu như ở nhà thì tôi có thể cắm trực tiếp vào màn hình tôi xem như ca cộng thôi mà, đúng không? Mà không phải trả tiền. Nếu như không phải mất tiền mà tôi có thể xem smart trên smart TV thì tôi cũng rất là thích. Xem trên Facebook thì mình có thể vừa xem vừa comment vừa chat ví số bình luận với các bạn trên Facebook. Đối với cá nhân tôi thì tôi không thích xem loại nhanh ở trên Facebook qua thiết bị di động màn hình rất là bé. Thứ hai là chất lượng hình ảnh có thể không tốt bằng truyền hình. Vấn đề lớn nhất vẫn là mạng thôi. Mình đang xem ví dụ như là rút phạt này đúng không, hoặc là các đường truyền này. Cái đường link không tốt thì đương nhiên rất là mất hứng. Tôi muốn xem trên ca cộng hoặc trên VTV thì tôi muốn xem màn hình to này, tôi muốn xem với bạn bè. Trên TV thì có bình luận rất là hay, rất là mang lại cảm xúc. Facebook của mình là hơi buồn. Vâng, quả thật thì cái gì mới cũng hay và cũng thích cả. Nhưng mà vẫn còn đó những khán giả cảm thấy là họ đủ hài lòng với các trận bóng qua màn ảnh nhỏ TV rồi và họ chưa sẵn sàng để trải nghiệm cách xem mới. Vậy thì liệu chăng có một kịch bản nào đó có thể hài lòng cho tất cả những người hâm mộ ra ngoài hàng Anh hay không ạ? Tôi thì nghĩ là vẫn còn một cửa khác cho các cái đài truyền hình, đó là Facebook mua xong thì sau đó họ lại bán cho các đài. Và liệu khả năng này sẽ là như thế nào ạ? Chúng ta hãy một lần nữa hỏi người trong cuộc. Xin được kết nối trở lại với ông Bùi Huy Nam ạ. Tôi nghĩ là họ sẽ làm việc trực tiếp với từng nhà cung cấp và từng đơn vị một. Thì đồng đấy tùy theo cái giá bản quyền mà họ sẽ chào đối với các đơn vị là như nào. Nhưng mà thường thường tất cả những cái giá bản quyền của các giải thể thao thì như mọi người đã biết rồi sẽ tăng hàng năm từ 5-10%, chứ mình cũng không có kỳ vọng vào cái việc họ sẽ bán theo cái giá như cái mùa giải vừa rồi mà phía MPC3 họ đã bán ở thị trường Việt Nam. Đúng vậy, bản quyền ngoại hạng Anh chắc chắn là chỉ có ngày càng đắt lên mà thôi. Và tôi đọc được một con số thấy như này ạ, giá bản quyền mà một nhà đài của Anh là Sky chi cho giải này đã tăng gấp 223 lần trong vòng hơn 2 thập kỷ. 223 lần đấy anh Vĩnh Trọng ạ. Mà một con số rất ấn tượng đúng không ạ? Và nên tôi nghĩ là kể cả khi Facebook có bản quyền phát sóng thì lúc đó truyền hình trả tiền chắc chắn đặt ra một câu hỏi là liệu rằng họ có đủ sức cạnh tranh về lượng người xem với Facebook hay là không. Chẳng hạn khi nhìn vào con số mà tôi vừa chỉ ra về lượng người xem thể thao qua mạng xã hội tại Việt Nam cũng như là tại Thái Lan đã tăng lên hàng năm kể từ năm 2016 cho tới nay. Vâng, vậy thì theo tôi câu hỏi sẽ là liệu họ có nhất thiết phải mua được cái bản quyền giải ngoại hạng Anh nữa hay không? Thưa ông Nam, câu hỏi này dành cho ông đấy ạ. Liệu các cái nhà đài có nhất thiết phải mua được bản quyền giải ngoại hạng Anh hay không ạ? Đối với các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền ấy, thì hiện nay thì mình không thể nào mà mình phủ nhận ở cái việc ảnh hưởng của những cái nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng Internet như là Facebook, như là Google hay là Netflix. Thì đối với các đơn vị thì mỗi đơn vị thì họ sẽ có một cái chiến lược riêng để họ đầu tư, để họ sản xuất những nội dung riêng biệt. Ví dụ đối với VTV Cap thì bản thân VTV Cap hiện nay thì tập trung rất nhiều nguồn lực vào để mà đầu tư cho những thể giải thể thao trong nước. Vậy mọi người cũng đã biết rồi. Thì đối với những thể thể thao trong nước thì cái lượng người xem và những lượng fan hâm mộ cũng rất là lớn. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng vào cái việc khi có được những cái nội dung mà của trong nước cho tự mình sản xuất thì mình sẽ đỡ bị phụ thuộc vào những cái đối tác nước ngoài hơn. Và mình đảm bảo rằng cái việc để mà mình duy trì những cái người hâm mộ để theo dõi những cái nội dung chương trình và chính mình sản xuất, ngoài thể thao thì cũng còn nhiều chương trình khác, ví dụ như là sản xuất chương trình âm nhạc hay là kết hợp với một số các đơn vị để mình sản xuất những cái nội dung giải trí như là phim hay là game show. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ý kiến của các chuyên gia đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xã hội thì luôn thay đổi, thị trường cũng luôn thay đổi, mà vai trò của những người nắm luật chơi cũng thay đổi nhanh chóng. Tôi ủng hộ cho quan điểm là nắm bắt thời cơ để thay đổi và phát triển theo hướng mới, chứ không phải là chúng ta cứ cố giữ cách làm cũ có phần lỗi thời, rồi tự cho là mình đã thua cuộc trên thị trường. Vâng, tương lai của bản quyền thể thao có thể sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong thời gian tới. Với giải ngoại hạng Anh thì chắc chắn là không chỉ có Facebook, Amazon, mà theo thông tin từ báo chí nước ngoài thì có thể là YouTube, Netflix cũng sẽ nhảy vào. Giá theo đó chắc chắn là còn bị đội lên nữa. Thế nên các nhà đài cũng có thể bị mất lợi thế trong một cuộc đua này. Nhưng đúng như đại diện của VTV Cap, truyền hình vẫn còn nhiều các cái nội dung tốt khác, chứ không chỉ có mỗi thể thao. Chỉ có điều là các nhà đài sẽ tận dụng lợi thế là đơn vị đi đầu trong sản xuất nội dung, sở hữu nội dung như thế nào mà thôi ạ.